À, Tuấn Vĩ xin giới thiệu chút xíu để chị em biết nhau. Là thưa thưa với chị Úc, trước màn hình chúng ta là chị Nga, là lâu nay thì chị Nga cũng nỗ lực để giúp Mỹ Tiên, nhưng mà thật sự là cái câu chuyện của Mỹ Tiên thì cực kỳ là khó khăn. Vì vậy cho nên là cho đến thời điểm này thì chị Nga cũng muốn lên để có đôi lời đến cộng đồng để hiểu về cái tính chất sự việc. Ngoài ra nữa đó thì em xin giới thiệu với chị Nga là trước màn hình chúng ta là chị Úc, thì ngày hôm nay này là chị Úc có vô thăm Mỹ Tiên. À, là ngày hôm nay là chị đang ở bên Thái, là chị có vô thăm Bên Mỹ. Dạ thì chị em chào nhau rồi chị Úc cho em cũng như là cho chị Nga biết là tình hình ở bên đó như thế nào hả chị Úc ha. là vậy nè, em thì thầy cũng theo dõi cái kênh của anh lâu rồi, em thấy là vài tháng trước nữa, nhưng mà cái đợt này thì ông xã em làm việc bên đây, em muốn đi qua. Thì hồi hồi mấy bữa trước á, em có nhờ một cô người Thái cổ dẫn em tới, nhưng mà cô người Thái đó cổ đi tu cho nên cổ không có đi được. Thì hôm nay cổ rảnh thì sáng này đó em tranh thủ em đi sớm, thì đi vô đó thì thấy Mỹ Tiên. Thấy thật ra thì em nhìn là nhìn cũng không biết hai bên được, cũng không biết mặt nhau, nhờ nhờ cái tờ giấy mà anh Tuấn Vĩ gửi cho em đó. Thì em cứ lại em mới hỏi mấy cô đi ra ngoài, em hỏi sao mà không biết cô có phải là cô Mỹ Tiên không, có phải là người Việt Nam hay không. Thì mấy cô đó nói có người Việt Nam, nhưng mà ra từng đợt chút xíu ra, thì hồi em mới nhận ra cổ thì cổ cũng đâu có biết em là ai thăm, tại cổ chưa cũng không biết em nữa. Thăm tội lắm, cổ khóc nhiều lắm, thấy thương lắm. Ôi Không, nói chuyện thì khó nghe lắm chị ơi, tại vì giữa hai cái khoảng cách hai hàng rào vậy nè, rồi công an cứ đi tới đi lui mà nói chuyện giống như la lên, tại mạnh người nào nấy đông nói lắm mà chắc rất là đông. Đông lắm, đông dữ lắm, hai bên hàng có khoảng cách giữa hai bên cái hàng rào, rồi những cái chắc anh Tuấn Vĩ cũng thăm rồi, Tuấn Vĩ biết ha. Tuấn Vĩ kỳ Rồi trước có cũng vô. không được. Tuấn Vĩ kỳ trước có vô nhưng mà không được gặp, mà người bạn của Tuấn Vĩ đứa em nó được gặp, nó cũng nói là cách hai cái hàng rào vậy đó. Rồi người này thì hỏi người kia hỏi người nọ, nó ồn lắm, cho nên là nói chuyện cũng cũng nó khá là ồn đúng không? Em á, thì em cũng cũng biết được tiếng Thái, cũng 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 được, mình cũng giới hạn thôi. Nhưng mà em cố tình em nhờ mấy cái cô người Thái để làm gì, để em thấy là như dẫn đi vô đó đó, để cái thứ nhất là người Thái á, người ta nói chuyện với cái đồn công an, cả chỗ cảnh sát đó đó, người ta hiểu rõ hơn mình nhiều, dù cho em cái tiếng Thái nó cũng giới hạn. Cho nên em cố tình em cô giúp giùm em cái. Thì thăm Mỹ Tiên xong á, trong cái lúc đó thì em cũng nói chuyện mà rất khó 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 nói chuyện lắm. Thì em không hỏi Mỹ Tiên có ăn uống gì không, Mỹ Tiên nó không có được nhận gì hết, chỉ ngoài tiền thôi. Thì là lúc đó thì tụi em mới cũng toàn bộ không cho giữ cái gì hết, chỉ muốn lấy tiền hay gì là phải đi qua hai ba chỗ mới được đi ra ngoài lấy, tức là đi vô là người ta xét hết từ trên xuống dưới, không có cho gì hết. Nhưng mà em thấy thầy nói mà nói cũng không được, mà Mỹ Tiên khóc, chị ơi chị cứu em với. Em có nghe là hình như đó Mỹ Tiên nói ồn quá, mà em có nghe hình như Mỹ Tiên có nhắc chị Nga, rồi nhắc Tuấn Vĩ nữa thì phải, hình như chị Nga có liên lạc đúng không? Ừ, có hay Đó. gọi điện. Thì xong rồi em mới nói thôi Mỹ Tiên ơi, nói thì nói cũng không được nữa, thôi để mình đi ra đây. Em mới hỏi mấy người công an trong đó, hỏi giờ làm sao, hỏi bằng cách nào để ra nói chuyện với mấy người công an trong đó như thế nào. Thì cái mấy người đó dẫn em với cô người Thái đi ra, thì cô người Thái nói em nói là cái cô Mỹ Tiên ở trong đây 3 năm 3 tháng rồi, Mỹ Tiên nói em là 3 năm 3 tháng. Cái người ta nói hả, tức là ở trong đó là một cái trại giam tạm thời thôi, ít có ai bao giờ mà ở lâu lắm, cho nên Mỹ Tiên là rất đặc biệt. Người ta nói có một người nữa mà người ta cũng là người Việt Nam nữa, người ta đi về rồi, còn một người nữa là ai, người ta check cho em. Thì em mới nói đây, cái người ta hỏi em là cái gì của cô Mỹ Tiên, em nói thật ra là em không có phải là họ hàng gì của cổ, nhưng mà cái hoàn cảnh cổ rất là đáng thương. Bây giờ em thấy cổ ở trên YouTube á, mới nào người ta cũng không tin tao, giống như cái mặt tao giống như nghi ngờ em lắm. Thì người ta kêu em đưa cái trang của anh Tuấn Vĩ mà với Mỹ Tiên hình ra, mà em lục không có ra. À, lúc đó mình run quá hay sao em lục không có ra. Thì cái cô người Thái, em nói cô người Thái giúp giùm cho em đi, coi lại nói như thế nào, có thể nào là
Bây giờ hoàn cảnh của cô này, hồi xưa đó là em nói là cô bị bán vậy vậy, ở bên đây ba mươi mấy năm rồi, bây giờ ba cũng mất rồi, em có thể nào em dắt dẫn cái người nhà hay là có như thế nào qua để thử cái máu ADN hay gì thế nào đó được hay không? Người ta nói bây giờ em chỉ một cách là không có cần làm vậy, chị chỉ cần có một tờ giấy bên đại sứ quán thôi, cái đại sứ quán Việt Nam mình á, là em cho cô đó về liền, chứ cô đó ở đây rất là lâu rồi. Thì em hỏi còn cách nào, ta nói người ta trả lời người ta không. Thì em kiếm một bên đây á, nó kẹt, mỗi lần đi cái gì á, mỗi lần đi đâu giống phố giống như Việt Nam mình, nó cả vấn đề nó kẹt xe dữ lắm. À. Sáng em đi gặp Mỹ Tiên 7 giờ mà em về nhà em đi luôn ở bảy gì ngày mai thứ bảy chủ nhật là hết làm việc rồi, em cố tình em ráng em đi lại embassy tới tối em mới về, chiều tối em mới về. Xong em mò lại đại sứ quán, thì thật ra bên đại sứ quán hỏi em là một cái cô trẻ trẻ trong đó đó, nói em là cái gì của Mỹ Tiên, thì em cũng nói em ơi quà chị không có là cái gì, nhưng mà hoàn cảnh cô này tội lắm, thậm chí cô này cũng như muốn làm bậy làm bạ, giống như muốn muốn chết luôn trong đó vậy đó, tại vì người ta bị quán qua đây rất là lâu rồi, tội nghiệp chứ lắm em. Thì cô đó cũng nói xin lỗi chị, tại vì không phải chị không phải là giống như là gia đình họ hàng gì á, cho nên em không có giúp gì được cho chị hết. Cái em mới nói này nè em chị biết rồi, chị xin lỗi chị biết rồi, không phải, nhưng bây giờ em có thể em cho chị giờ, ví dụ chị không phải họ hàng, chị có thể chị dắt cái người em qua đây ha, là với Mỹ Tiên á, ra qua đây người ta làm như thế nào được không? Người ta giống như thôi bây giờ chị lấy cái số điện thoại đi rồi chị liên lạc, rồi cái em mới đưa cái kênh của Tuấn Vĩ cho cái cô trong đại sứ quán đó. Thì cô đó nói là cái trường hợp này ở đây đang tiến hành làm, có phải vậy không anh Tuấn Vĩ với chị, Yeah, đúng rồi. phải không? Nó do chị Na cắt Trong chị. đó đây 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 rồi xong rồi cái chút xíu nữa thì em gọi điện thoại cho cái anh ở bên đại sứ quán, thì ảnh nó anh nói ảnh biết, ảnh nói là trường hợp này có phải là luật sư Dũng gì không, rồi có một cái nhóm ở dưới Cần Thơ có Đúng chị nào đó là bên rồi. Nga. bên cái gì hội phụ nữ Đúng rồi, giúp chị không Na, chị chị hả? Na. Ừ. Chị Ngọc Nga. Dạ Chị Ngọc Nga đây, cũng là luật sư bên chị. thật ra vậy anh nói như vậy À, nè, qua bên anh nói chị với em còn hồi Nga là ở... còn cái anh đấy dạ là tên Hoàng Hải, rồi anh nghe tên Hoàng Hoàng Minh Hải. rồi rồi để bên chị cũng nói hết đi rồi rồi chúng ta sẽ thảo luận tiếp ha, thì người ta nói như thế nào nữa chị giúp. Dạ thì em mới đi về, trên đường về tại hết giờ làm việc rồi em mới gọi, trên đường chạy xe về thì em có gọi điện thoại cho cái anh đó lại làm ở trong đại sứ quán, anh mới nói em chụp hình mấy cái căn cước ha này kia để biết em là ai, anh mới nói chuyện thì em cũng chạy chạy gọi gửi này kia đầy đủ cho anh, thì anh sẽ gọi lại rồi anh mới nói trường hợp của cái cô Mỹ Tiên này nè, đây là ở dưới Cần Thơ người ta đã làm từng bước nhưng anh ở bên đây anh cũng muốn giúp Mỹ Tiên lắm, nhưng với điều kiện chỉ cần ở bên Việt Nam cho anh một cái thông tin gì giấy tờ hoặc là cái gì như thế nào đó là anh đưa passport ra để làm Mỹ Tiên về liền, chứ em biết người ta cũng đang lo, nghe nói là luật sư hay là mấy hội bên bển gì đó có liên lạc với ảnh, thì em không biết như thế nào, thì em nghe như vậy thì em mới nói Rồi, dạ ok ha. đại khái là như vậy Rồi, á. rồi Tuấn Vĩ đã Dạ nắm được cái nội dung mà chị Úc trao đổi rồi. Thật ra thì hôm nay Tuấn Vĩ rất là xúc động và rất là cảm ơn chị Úc đã dành thời gian đến thăm Mỹ Tiên, là cái điều an ủi cho Mỹ Tiên lắm luôn, an ủi cho em nó lắm. Và còn về đúng thực sự đó, để mà làm về cái thủ tục thì chị là phải ít ra cũng phải người nhà thì người ta mới tiếp, chứ còn nói không có liên quan thì cũng chẳng qua là mang tính là thông báo hoặc là trợ giúp thôi, chứ còn nói để mà ra chuyện là không thể ra chuyện được. Và trong thời gian qua đó mấy tháng trời là chị Nga đây nè, với chị Nga ở dưới Cần Thơ và một số anh chị em nữa cũng hết sức là nỗ lực và cũng đi gọi là đi đúng đúng theo quy trình luôn đó, mà nó còn khó vậy đó. Cho nên là cái sự mà thăm hỏi của chị hôm nay đối với Mỹ Tiên đó là một cái động lực để cho Mỹ Tiên cảm thấy rằng là còn có người quan tâm đến Mỹ Tiên thật sự, chứ không phải là chỉ là lời nói. Bởi vì lâu nay thì là Mỹ Tiên chỉ nghe nói không à, chứ chứ không có cái gì để chứng minh được cho em nó rằng là mình hành động hết. thì gọi có tuần nào Mỹ Tiên cũng gọi điện thoại về khóc lắm, tuần nào cũng gọi, tội 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 lắm, em thấy tội
Dạ. Khi mà em bước ra về, tại vì cái cô chở em nó cổ có công việc cổ phải về, thì em bước ra về rồi á thì em đứng ngoài đó mà em cứ nhìn vô, cổ không có chịu, cô biết tiên không có chịu đi vô trong phòng, em kêu đi vô đi, em quắt cái tay em kêu đi vô đi mà cũng đứng nó nhìn mình hoài không có chịu vô, đau lòng mà thấy khóc dữ lắm chị ơi. Dạ. Mỗi lần em nói cái gì cổ ráng đưa cái lỗ tai vậy nè, cổ làm sao, có ai giúp em không, em khổ lắm, em đây em ở với mười mấy người khùng lận, người ta ở trong đây với người ta khùng, trời ơi thấy tội mà cổ khóc khóc khóc. Mà cái cô người Thái á, cổ đi theo em cổ cũng chịu không nổi, cổ cũng chịu không nổi, thì mình mới giải thích cho cổ nghe là như vậy như vậy đó. Nhưng mà bây giờ á, theo em tóm tắt lại á, thì em thấy là bên cái anh đại sứ quán anh có gọi điện thoại lại thì anh nói bây giờ từng bước là bây giờ mình làm giấy tờ cho ở dưới chứ, ở dưới cho cổ trước ở dưới Cần Thơ, xong mình lên sơ tờ sở tư pháp hay gì đó phải không chị Nga, phải không chị Nga? Sở tư pháp đúng rồi, Rồi. dạ nhiều lắm, một tập đây này, đống này thì rất là nhiều này, bao nhiêu đơn này, rồi đi đến tận bộ, đến chủ tịch nước này, ra tận bộ công an này, bộ ngoại giao này, bộ tư pháp này, rồi bộ ngoại vụ, sở ngoại vụ này, tức là chị đi rất là nhiều đấy. Nhưng mà nó cũng đang vướng một chút, là vướng là nó cái này nó liên quan, bây giờ mình có thể đầu tiên là chị Nga duy mất là chào cô Út và chào cô chú trên cộng đồng, cô chú anh em trên cộng đồng mạng. Thật sự ra là trong cái công việc của Mỹ Tiên ấy, mình cũng rất là ngày nào cũng để ý đến việc của Mỹ Tiên và mình nhờ cũng rất là nhiều. Nhưng mà đến đến nay thì cũng thời gian nó cũng lâu quá rồi, thì hôm nay thì mình cũng cũng trò chuyện với cả Tuấn Vĩ, cũng là báo cáo các cô dì chú bác trên cộng đồng mạng cho để nắm được cái tình hình của công việc của Mỹ Tiên. Thực ra là mình sốt ruột, ngày nào cũng đau đáu. Thì hôm nay thì cũng nói với cả Tuấn Vĩ là chị em mình chào trò chuyện, cũng báo cáo cho cộng đồng mạng cũng biết về tình hình công việc của Mỹ Tiên. Về cái việc này thì mình cũng muốn nói từ đầu. Có được không Tuấn Vĩ? Dạ Chứ không sợ dạ mình ok chị, dạ rồi chị cho biết tình hình. đầu tiên ấy thì là mình có nhờ nhờ bạn ở chính phủ, thì mình bảo là bây giờ thì chị phải muốn là tìm cho chị một luật sư, thì chị có nhờ cái bạn Quang Dũng ấy là luật sư ở đoàn Hà Nội, thì luật sư Dũng bắt đầu mới yêu cầu chị là lấy tất cả những cái giấy khai tử của bố, khai tử của mẹ và chứng minh thư của em gái cùng mẹ khác cha, em gái cùng cha khác mẹ, rồi chứng minh thư này, giấy khai tử này, rồi hộ khẩu, tất cả mọi thứ. Thì lúc đó thì chị sẽ tìm được cái chứng minh thư của mẹ, thì đúng ra Mỹ Tiên nói là mẹ là Cao Thị Kim Thủy, nhưng mà thực tế về sau đến lúc mà lấy giấy khai tử thì chính là mẹ là Cao Thị Mười. Vì vậy đến cách đây 2-3 năm, lúc đó thì là công an từ bên đại sứ quán người ta đã cho xác minh rồi, nhưng mà mấy năm trước nhưng cũng không xác minh được, vì là mẹ là Cao Thị Mười chứ không phải Cao Kim Thủy. Thì lúc đó thì em Quang Dũng này em mới có viết một cái đơn kêu cứu, thì là Nguyễn Thị Đỗ Quyên là em gái cùng cha khác mẹ ký cái đơn đó và gửi cái đơn kêu cứu lên lên sở ngoại vụ. Sau đó sở ngoại vụ nó đầu nhận được cái đơn đó thì bắt đầu mới, sở ngoại vụ thì lại gửi gửi một cái đơn, sở ngoại vụ bắt đầu mới đơn sang lãnh sự quán, và một cái đơn sang một sang lãnh sự quán thuộc Bộ Ngoại giao, nên gửi một cái lá đơn nữa là gửi đơn sang đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Thì lúc đó là sau đó là bên đó nhận được, thì chính ra là ở bên đại sứ quán là anh Hoàng Minh Hải đấy, lúc đấy cho em đấy, chính em đấy, anh ở đồng chí Hải này là ở bên gửi một cái công điện, gửi một cái công điện về đại sứ quán đấy, là Hoàng Minh Hải là ở bên đại sứ quán mà bên bảo hộ công dân. Thì bạn Đúng ạ. bạn Hải này là bắt đầu là gửi một cái công điện về Việt Nam, gửi cho cục lãnh sự quán Bộ Ngoại giao, thì lại gửi cả cho sở ngoại vụ Cần Thơ lại nữa, và kèm theo cái đơn kêu cứu của Mỹ Tiên. Nên qua cái đơn đó thì là cái công điện đó thì bắt đầu đánh một cái công điện đó về, đánh công điện về về cho Việt Nam, thì lúc ý thì là
Thì mình rất là vui là khi mà có cái tín hiệu là từ đại sứ quán về gửi về về về, về bên xuất nhập cảnh, sau đó lại là có một cái là gửi về Bộ Công an, thì bộ xuất nhập cảnh của Bộ Công an thì lại giao cho giao cho là công an của tỉnh Cần Thơ đó nhiệm vụ là đi về dưới phường để xác minh cái phường cái khế đó, để xác minh, để sau là người ta tức là những cái đơn này người ta gửi về đều là tuyệt vời lắm. Thế nhưng mà đến khi mà về đến phường cái khế thì mẹ thì lại mất được 18 năm rồi, tức là mẹ của Mỹ Tiên thì mất được 18 năm rồi, và bố của Mỹ Tiên thì sau khi gặp được Mỹ Tiên được độ 2 3 tháng, bố của Mỹ Tiên chuẩn bị đi Thái Lan thì bố của Mỹ Tiên lại mất. Thế là mới nhờ lúc ấy là mình mới bắt đầu mới lấy khai tử của mẹ của bố rồi tất cả các thứ để lấy cái để làm viết đơn. Cái đoàn thư này bắt đầu là viết đơn đi thì như thế. Thế thì khi đó mà bây giờ về để xác minh thì về sau là về đến phường đó người ta xác minh thì là chỉ xác minh được là bố ngày xưa là có thường trú ở cái phường cái khế đó, cũng có một cô con gái, một em bé năm xưa bị mất tích, thì bây giờ người ta không xác định cho mình là cô gái bây giờ đang ở trong trại tị nạn đó là có phải là một cô gái đấy không, thì không có ai xác nhận cho mình như vậy. Vì nó khổ là theo cái luật định là bố mẹ này còn sống thì có thể là bố mẹ bảo lãnh cho con được, còn sang em chưa có một cái luật định theo quốc gia nào đấy, nó là như vậy. Thì tất nên là cái phường đó này là mình lại lại phải là không xác minh được, thì cũng và đến hiện tại bây giờ là đại sứ quán ở bên Thái Lan và người bảo hộ công dân vẫn là chờ đợi là bên phía Việt Nam là chính, chứ chính ra bên Thái Lan người ta không có muốn giữ mình làm gì cả. Nhưng thực ra là ngay tại Việt Nam mình là không ai xác minh cho em bé năm xưa bây giờ là cô gái Mỹ Tiên bây giờ đấy, là không ai người ta xác minh được cho cái vấn đề đấy. Và theo luật định thì bố mẹ mất cả rồi, cái luật định của mình ấy thì lại là phải là bố mẹ mới là người bảo lãnh, còn em gái là cùng mẹ khác cha thì có là Trần Thị Mỹ Ninh và em cùng cha các mẹ là Nguyễn Thị Đỗ Quyên. Thế thì như có hai em đó rồi, tìm bằng mọi cách thì về sau thì bắt đầu là em luật sư đấy lại lại là làm 6 lá đơn, để lên 6 cái lá đơn này bây giờ chị vẫn còn là gửi cho Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này, Bộ Tư pháp này, Bộ Công an này, Bộ Ngoại giao này, rồi Cao ủy Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tại Thái Lan này, rồi rồi thì là Bộ Tư pháp này, bộ nhiều lắm, là 6 lá đơn đó thì đã gửi đi 6 lá đơn kêu cứu đấy rất là sát đá, rồi gửi đi cả sở sở tư pháp của Cần Thơ, có cả sở tư pháp của Cần Thơ nữa. Thì hy vọng là cái các lá đơn là gửi đi 6 nơi cả chủ tịch nước thì là gửi đi thôi, còn cái chính là nó về là bộ tư pháp về về cái cục quốc tịch hộ tịch, thì hy vọng cái cuộc cái bộ tư pháp đấy là cái cục quốc tịch hộ tịch đấy người ta sẽ ra tay mà giúp, thì là có cơ hội rất là cao. Nhưng sau đó thì người ta lại 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 trả lời, lại gần như người ta đá bóng người ta lại trả lời về sở tư pháp Cần Thơ, mà sở tư pháp ở Cần Thơ lại trả lời một số những văn bản mà cho các em ấy lấy về nhờ bên chính phủ, các em ở bên bên chính phủ cho đến các em về đến tận Cần Thơ để sở tư pháp của Cần Thơ để lại trả lời. Mà cái trường hợp này là người ta không có trách nhiệm làm cái này, là phải đấy là phải gì nhỉ, đại sứ quán người ta có trách nhiệm làm, còn bây giờ ở sở tư pháp này không đi sang bên bên trại tị nạn để làm được quốc tịch cho em gái đó cho Mỹ Tiên, nên nên là gần như là bị đá bóng. Đấy, đến đến vừa rồi là còn như là mình rất là chờ đợi. Thế là nhưng mà vẫn không bỏ cuộc. Bây giờ thì chị Ngọc Nga ở Cần Thơ vẫn là nhờ các chị em ở ở bên bên gì nhỉ, bên Hội Phụ nữ Cần Thơ. Nhưng mà nó cũng một tổ chức cũng không có tác dụng, để vẫn là đi về cái phường cái khế đấy để nhờ để về phường cái khế đấy để giúp cho để ra được một cái
cái chứng một cái giấy khai sinh hay là một cái công nhận cái người đấy là người con. Nhưng thực ra là khổ là bố mẹ của Mỹ Tiên này sinh ra Mỹ Tiên, lúc đó bố sinh năm 64 mà sinh ra Mỹ Tiên năm 79 thì Mỹ Tiên có 15 tuổi. Bố mẹ có 15 tuổi, bố cũng 15 tuổi, mẹ có 15 tuổi. Sau khi đó sinh ra Mỹ Tiên thì bố lại sợ đi nghĩa vụ quân sự, là lúc đó là bộ đội. Thì năm 79 đánh Campuchia là bố là sợ là trốn đi khỏi cái nơi cư trú đó để đi về cạch ở một cái vùng khác. Sau khi đến khi mà đến năm 70 đến năm 89 thì là bố, tức là qua hai mươi mấy tuổi thì bắt đầu mới là mới lại quay lại, thì mẹ đã đi lấy chồng, thì mẹ lại đi lấy bố tên là Trọng, bố ông là Trần Trọng. Thế thì bố thì lại về sau là bố mới lại về lấy năm 91 thì bố mới lại lấy 90 mới lấy bà Ngân đấy. Thế đâm lên là thực ra là tại vì là có 15 tuổi, đã hai bố mẹ có 15 tuổi mà sinh ra em bé Mỹ Tiên lúc đó thì lại không, lúc đó này không có giấy khai sinh, không có giấy chứng sinh. Nhiều khi đơn ấy phải viết là sinh ra ở hộ sinh, không có giấy chứng sinh, mà sau khi đó Mỹ Tiên thì lại được đi học, không được có một cái gì liên quan đến một cái giấy khai sinh, một cái chứng sinh. Hoặc là sau khi đó thì lại khi mà mất tích năm 1991 mà Mỹ Tiên mất tích thì bố mẹ của Mỹ Tiên cũng không ai là đi ra phường để khai báo là tạm trú tạm vắng hoặc mất tích đấy, mà cái lúc sinh ra cũng không khai tạm trú tạm vắng cho cái em bé Mỹ Tiên này. Nên là khổ thân là nó khó, là khó ở cái điểm điểm đó đấy. Em bé năm xưa bây giờ phải là cô gái Mỹ Tiên bây giờ không, mà lại giữa hai một nước nó liên quan đến ngoại giao. Thế là mà hỏi rất là nhiều, hỏi rất là kỹ, là luật sư, em luật sư em rất là giỏi. Nên nó mấu chốt, nó mắc ở chỗ đó. Đôi khi tưởng chừng như là đơn giản như hoàn toàn không đơn giản chút nào á, Út ha, em Út ha. Dạ dạ Dạ. tại Việt Nam, ở tại bên Thái Lan, người ta cũng rất là chờ đợi bên phía Việt Nam, chỉ cần có xác nhận thì bên Thái Lan người ta sẽ tìm bằng mọi cách để người ta cho về. Nhưng mà bên Việt Nam này không có ai xác nhận cho, mà mình nhờ từ Bộ Công an cho đến Chủ tịch nước thì người ta đều đẩy về cho cái tỉnh Cần Thơ đó, và cái tỉnh Cần Thơ đó lại đẩy về cho cái phường Cái Khế đó. Mà cái phường Cái Khế đó thì cái người xác minh bây giờ có khi còn ít tuổi hơn cả Mỹ Tiên. Mỹ Tiên năm nay 42 tuổi thì cái người xác nhận bây giờ làm sao người ta dám xác nhận là em bé xưa bây giờ là cô gái Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Đấy là một cái là nó lại giữ lại liên quan đến ngoại giao quốc tế đấy, nó cực kỳ khó khăn ở cái điểm mấu chốt là ngay tại Việt Nam. Thế năm nay là thì đợt này thì chị Ngọc Nga thì vẫn đang là nhờ các chị ở bên bên phụ nữ tỉnh Cần Thơ, sau đó mà hôm nọ nhờ là không được rồi, để về cái phường Cái Khế đấy để giúp, nhưng không được thì bây giờ chị lại đang nhờ chủ tịch tỉnh cùng với cả các ban ngành của tỉnh Cần Thơ đó. Đấy là chị Nga vẫn đi theo một hướng đấy. Còn chị Nga này thì vẫn đi theo luật sư, khả năng đợt tới này lại phải đi đi lại quên quên lại là viết đơn để ra tòa, khả năng lại phải dùng ra tòa đấy. Mà ta tòa thì bây giờ nó lại liên quan đến vấn đề là em luật sư em ấy nghiên cứu lại liên quan đến vấn đề là cái ký ban hành luật hiệp định tương trợ tư pháp mà hôn nhân gia đình, nhưng mà chưa có ban hành ngày 485 vào ngày 23 tháng 4 năm 2023. Cái văn bản này thì đã ký rồi nhưng mà lại chưa có thông qua. Thế mà chờ cái văn bản này thì không biết đến bao giờ. Bây giờ em luật sư em đang tìm cách khác, khả năng đang cố gắng để xử lý. Đấy là chị vẫn đi theo con đường đó. Bây giờ nếu mà trên cộng đồng mạng mọi cô chú, ông bà cô chú anh chị em mà có cách nào ví dụ mà có quen biết được, chắc là bây giờ nếu mà quen được một chủ tịch nước ví dụ như là bác Tô Lâm, bác ấy có thể là cho được quốc tịch đấy. Chỉ có mỗi cách đấy, bác chỉ có bác Tô Lâm là mạnh nhất. Còn bây giờ mình nếu mà không thì là vẫn đi theo đường là nhờ chủ tịch tỉnh Cần Thơ, các ban ngành của tỉnh Cần Thơ. Đấy là chị Ngọc Nga là đã vẫn đang đeo bám. Còn Nga bên này thì vẫn đeo bám bên luật sư, là khả năng đợt tới là
bằng cách để xử lý là kiện ra tòa ở Cần Thơ đấy, chứ còn đến đấy là tình hình nó khó khăn cực kỳ luôn, mà chị ngày làm câu đau đáu, chị thì vẫn hy vọng là cầu nguyện điều kỳ diệu xảy ra đấy, nhưng mà nó cũng kéo dài lâu quá, thì hôm nay chị cũng với cả Tuấn Vĩ cũng với cả Út muốn là mình trò chuyện để mình tâm sự, cũng nói đồng mạng để các cô chú ông bà cô chú mà có thể là có một cách nào đó lại có một cái điều kỳ diệu. Chứ nếu như mà mình không cứu giúp được Mỹ Tiên về thì Mỹ Tiên coi như tù chung thân ở cái trại tị nạn này biết đến bao giờ. Còn nếu mà nói là bảo là nhờ người nọ người kia mang về thì cũng rất là nhiều trường hợp để nhờ, nhưng mà không thể được vì Mỹ Tiên là ở trong trại có tên có số và nó ở trong trại rồi, không làm sao móc được Mỹ Tiên ra. Thế còn nếu Mỹ Tiên đang ở ngoài Thái Lan thì tìm bằng mọi cách để cho Mỹ Tiên về, nhưng Mỹ Tiên đã có tên có tuổi ở trong trại tị nạn rồi thì khó. Còn đại sứ quán người ta vẫn muốn là hỗ trợ lắm, nhưng mà đây là tại bên Việt Nam, mà cũng là tại vì lúc em bé hay là bố mẹ sinh ra trẻ quá, các kẻ có một cái tí gì mà chị Nga cũng đi tìm để xem có một tí gì xưa đi bệnh hay là đi học, em này lại không đi được đi học nên mình không biết chữ Việt Nam đấy, khổ thân đấy, là còn không biết chữ, nếu không nói chuyện cứ gọi bằng điện thoại và nói chuyện là nhắn bằng bằng thoại thôi, chứ còn mình nhắn tin cho Mỹ Tiên thì Mỹ Tiên không biết đọc Việt Nam đấy, là khổ cực kỳ, cái trường hợp này khó chưa từng có là khó, Có vì không có một cái căn cứ nào cả chị ha. Đúng, thật sự làm như là là thật sự là em thì em biết cái câu chuyện này, nhưng mà bây giờ nghe chị tường thuật lại thì phải nói rằng là nó khó khăn vô cùng và không có một cái điểm nào để mà xác nhận cả. Cha mẹ đó thì lấy với nhau từ lúc 15 tuổi, không đăng ký kết hôn và cũng không có đi học trường nào để mà có học bạ, học nói chung là khai sinh này kia, không có cái gì cả. Rồi khi mà mất đẻ ở nhà, sinh ra ở nhà cũng không có một cái giấy khai sinh hay chứng sinh cũng không có, rồi cho đến mà chị nhận khi ông bố dượng cũng nhiệt tình photo cho Nga hết các cái giấy tờ này, nhưng bố dượng này mới mất đây độ hơn tháng rồi, bởi ơi vậy bác trọng này. Đấy, rồi khi khổ mất thân. tích á, khi mất tích là cũng không báo cho phường xã nào, cho nên là cũng không lưu được một cái thông tin gì ở đó cả. Vì vậy cho nên là bây Vâng. giờ nói gọi là để mà căn cứ là hoàn toàn không có một cái căn cứ nào. Và ngược Đúng rồi, lại không. nói về xét nghiệm ADN á, xét nghiệm ADN thì cái quyền cha mẹ bảo lãnh con thì cha mẹ là đều mất hết. Mà cái người em muốn bảo lãnh điều đó thì là cái luật không có ban hành, không không có cái ban hành cái việc đó. Rồi. Sáng nay em có hỏi người ta cũng không được, chỉ cần là đại sứ quán mới được. Em có hỏi Còn đang mà nếu là mình muốn em là không biết thế nào. được được nếu mà Mỹ Tiên mà được xét nghiệm AD là phải được một cái cơ quan nào mà người ta chỉ định cho mình được đi xét nghiệm, lúc đấy được đi xét nghiệm thì là ok, thì là một là lấy em gái là cùng mẹ khác cha lại, hoặc là lấy em gái khác mẹ, nhưng mà phải được một cơ quan định cho mình được đến chỗ nào thì nó mới đạt, còn mình cứ đi xét nghiệm thì không có tác dụng gì đấy. Còn nếu như bây giờ mình được một cơ quan nào cho mình đi xét nghiệm thì ở bên kia thì đồng chí Hải bên hỗ trợ đấy là sẽ vào đấy để lấy dẫn đi hoặc như thế nào đó thì đồng chí Hải sẵn đỡ, nhưng mà bây giờ không có một cơ quan nào mà nhận lời, mà trong đó đơn mình gửi đi đủ các nơi rồi. Nhớ thì anh đọc lại, đầu tiên là đơn là chủ tịch nước, hai nữa là bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ tư pháp, bộ trưởng bộ công an, sở tư pháp tỉnh Cần Thơ, cao ủy Liên Hợp Quốc về người Việt Nam ở nước ngoài đấy, tất cả những cái đấy đều ghi, thì có bộ công an người ta gửi lại cho Quyên Quyên là giả lại, tức là trách nhiệm của tôi không phải là làm quốc tịch hộ tịch, mà đúng ra là hy vọng là nếu như em luật sư nói là hy vọng bên trên bộ tư pháp là thấy là người ta bên cái cục quốc tịch hộ tịch mà người ta nhận lời người ta làm cho mình, người ta xử lý cho mình thì sẽ còn được, nhưng bên đấy người ta không xử lý là mình đúng là người ta lại đẩy về cho sở tư pháp lại trả lời là không làm được,
vì chúng tôi không có quyền đi nước ngoài đấy, nếu là nó bị cắt đến bây giờ lại quay sang là khả năng là vẫn phải đeo bám chứ không bỏ cuộc. Nếu mà bây giờ trên cộng đồng mạng ai thân với cả bác Tô Lâm, bác Tô Lâm mới giúp được. Bác Tô Lâm là vì chủ tịch nước là có quyền ký quốc tịch đấy, đấy. Thế mà có ai giúp được thì tốt quá. Dạ, chị nói tóm lại là mình phải bước từng bước là ở dưới Cần Thơ phải cho mình giấy tờ vậy. Cô này giống như là cổ là sinh sống ở đó này, cái hồi trọ nhỏ xác minh này kia xong mới lên bộ sở tư pháp gì đó phone chị, rồi xong mới tiến hành qua đại sứ quán đúng không chị? Bây giờ chỉ cần ở cái phường Cái Khế đấy hoặc là cái tỉnh Cần Thơ đấy đấy là tìm cách nào kiểu như là xác nhận cho em bé này là con của bố. Có một tí nào là gọi là như là cái giấy khai sinh, là một cái tờ xác nhận nào đó là con của Dạ. bố, sau đó thì bắt đầu người ta sẽ chỉ định hoặc là cho đi xét nghiệm này, hay là người ta tìm cách nào Dạ. đó. Nhưng bây giờ là chưa, dưới cái phường đó là người ta bó tay rồi, họ để cả cái hội phụ nữ Liên Hiệp Nữ là về tận phường đó đứng ra bảo lãnh để xin xác nhận mà cũng không được. Bây giờ là đành chị Ngọc Nga đây là chị vẫn đang nhờ là lại nhờ lại đi về là chủ tịch tỉnh Cần Thơ, chủ tịch Cần Thơ đó sau đó là phải có khi là nếu mà nhiệt tình giúp ấy thì là họp họp là của các sở như ngoại vụ là sở pháp bộ công an sở công an các thứ đấy thì đang vẫn đang đi theo hai ba con đường thế. Còn bên bên luật sư bên này là chị sẽ đi theo con đường là tới là bên 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 tòa án của Cần Thơ. Các em cũng đang vẫn có một cũng vẫn có cái cửa để đi mà để các em ấy xử lý. Thế nhưng mà hơi cầu nguyện này ơn trên thì sẽ có một cách nào là kỳ diệu. Chứ còn thương lắm. Trên thì hay gọi điện cho lắm, tuần nào cũng gọi điện. Lúc nào cô Nga ơi thì bảo thôi bây giờ sức khỏe cố gắng chờ đợi các cô không bỏ Mỹ Tiên ở đằng sau đâu, lúc nào các cô vẫn ngày nào cũng lo lắng Mỹ Tiên thì vẫn là như vậy. Thế không? Thì chị cũng muốn Mỹ Tiên với cả Tuấn Vĩ nói nên đang biết tình hình không thì nhiều người cũng sốt ruột, vừa thương vừa sốt ruột mà giúp mà bây giờ không giúp được tình hình cũng đau đáu. Đấy. Bây giờ em thấy trường hợp của Mỹ Tiên nó coi nhiều cái video của anh Tuấn Vĩ đăng lắm rồi mà mình chưa có thấy cái kết cục Đó. em thấy cũng hơi buồn quá. Một cái đời người của hơn nửa đời người của cổ rồi, thấy ở trong đó mà mình đi vô cái mặt của cổ giống như là tha thiết mình dữ lắm, khó tả lắm, mừng dữ lắm. Rồi về đi rồi thấy cuộc đời mình mà 70 năm, 80 năm rồi là thọ rồi mà em thấy bốn mươi mấy, 40 năm mấy năm mà ở xứ người hơn nửa đời người, thấy tội Là em quá. còn kể chuyện từ lúc đầu em ở đấy còn khổ lắm cơ, chứ còn bây giờ còn ở đấy là cái này vẫn là còn khôn mà cũng là ngoại giao tốt đấy, nên này còn được là cứ có người người mà bị dốt vào trong đấy mà người Trung Quốc người ta có tiền đấy, là Mỹ Tiên còn được được lau nhà mấy cả rửa chén cho người ta ấy, mới giặt quần áo cho người ta là mỗi ngày còn được 100 bạt đấy. Đấy là Mỹ Tiên còn còn thương có một cái là cô múi đi thì là bị thần kinh ấy, thế là Mỹ Tiên còn có tiền là mua 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 được chai nước cho cô ấy, với cả mua mì tôm cho bà ấy, bảo là cô Nga ơi nếu cháu được về Việt Nam thì không biết là bà ngoại đấy thì sống ra làm sao, kiểu lúc mà kiểu cần ăn mà lấy đồ của người ta đấy là người ta đánh đấy, thương lắm. Mỹ Tiên thì vừa tốt mà vừa thông minh lắm, rất thông minh mà ấy, hay gọi điện nói thương lắm. Thế nhưng mà nếu Mỹ Tiên mà không về được ấy, như là bị là như là tù chung thân ấy. Nếu thế thì Em nghĩ sẽ về được, em nghĩ chắc sẽ về được. được về Nhưng thì có mà có thể là mình bị trục trặc ban đầu nó hơi khó khăn thôi. Em nghĩ là Mỹ Tiên sẽ về được với cái cộng đồng này, với chị về nè. Với nhiều người thương em nghĩ là cố gắng. Tại vì em đi lên đại sứ quán người ta nói hết, người ta cái trường hợp này biết 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 hết, người ta biết hết, chỉ cần bên Việt Nam mình thôi. Chỉ cần giống như bước từng bước đó. Theo em á, em thấy là bước đầu tiên á là
Em không, sorry nha, em không phải em dạy nha, nhưng mà tại vì hoàn cảnh của em hồi đó xưa cũng giống giống là, tức là em cũng không muốn có làm khai sinh, khi lớn lên em mới làm khai sinh rồi mới từ từ em mới làm passport. Tự là em có nhờ cái người quen biết ở dưới á, trực tiếp đi xuống dưới quen biết, em không có thể nào em tự đi làm được, mà cái người quen ở trong mấy cái nhà ngành trong đó đó, em nhờ người ta làm khai sinh cho em, xong khai sinh xong em mới làm passport là như Nhưng mà vậy. à, nhưng bây giờ Mỹ Tiên nó đang ở trong trại nó mới khó ở chỗ đấy chứ, nếu em ở Việt Nam thì em đi em ở bây giờ tôi là tôi đây thì đương nhiên người ta sẽ làm mình cho mình được rồi, nhưng bây giờ ở trong Dạ trại dạ thì không ai đi trại để làm giấy khai sinh cho bạn với ấy lại được dạ với một phần cổ đấy. cũng là hoàn cảnh của cổ phức tạp, là cổ không có cái giấy gì hết, không ai xác minh, không cha mẹ, không gì hết, không có ai gì hết, cũng hơi khó. Nhưng mà không biết ở ở phường ở xung quanh cái khu đó có tổ trưởng người ta có thể xác minh là như thế nào không ấy? Theo cá nhân của em đó thì bây giờ nếu ví dụ như các ban ngành nếu mà gọi là chiếu theo luật và làm theo quy định thì rõ ràng là không có căn cứ, nhưng chúng ta có thể là dùng bằng cái sự mà du di cho nhau, gọi là cái tình người đó, tình người và du di cho nhau và hiểu được tính chất sự việc để rồi chúng ta tạo điều kiện cho nhau, chứ còn nói thật sự để mà chiếu theo cái quy định thì rõ ràng là không không có căn cứ để làm. Vì vậy cho nên qua cái buổi trò chuyện này thì Tuấn Vĩ cũng hy vọng rằng là cái video này sẽ được lan tỏa và đến tai của những người có thẩm quyền để rồi tạo điều kiện cho nhau, và bằng cách nào đó chúng ta nên họp bàn nhau lại và nên giải quyết và cũng như là trợ giúp cho em nó. Và cái câu chuyện của Mỹ Tiên đó là nó không đơn thuần như một số trường hợp mà bị giam vì lý do là không có giấy tờ tùy thân rồi này kia, mà cái câu chuyện của Mỹ Tiên là nó đặc biệt ở cái chỗ là em nó bị bắt cóc từ lúc 11, 12 tuổi gì đó, như lúc bị bé, còn bé đó thì nó éo le là éo le ở chỗ đó, và đáng thương là đáng thương ở chỗ đó. À, cho nên là chị Nga rồi cũng như là chị Úc rồi cộng đồng rồi cô chú quan tâm đặc biệt là ở cái chỗ là do cái sự thiệt thòi của em nó quá lớn rồi. À, chứ còn nói gọi là để mà nhốt ở bên trại tị nạn cả hàng chục ngàn người bệnh chứ đâu có phải là riêng gì Mỹ Tiên, đông lắm. Nhưng mà cái đặc biệt ở cái chỗ là do em nó bị bắt cóc từ lúc nhỏ nên là tội nghiệp, là tội nghiệp cái đó. Đúng rồi. Nó hoặc là ở Bộ Tư pháp mà cái phòng quốc tịch hộ tịch mà cái cục quốc tịch hộ tịch đấy mà người ta mà nhiệt tình ra tay thì có thể được cái quốc tịch hộ tịch cho bạn đấy, hoặc là có người ở cái cục đấy có người mà giúp ấy thì cũng cũng có cơ sở để làm, do người ta không giúp nên là mình cũng bị bế đó. Có nghĩa là người ta không có dám làm, một cá nhân nào đó không không dám ký và cũng không có dám gọi là xác 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 minh cái điều đó. Người ta nhiệt tình mà người ta làm thì cũng cố gắng, nhưng mà tức là một mình một cái đường nên người ta không tội gì mà làm. Ôi giời ơi, nói ra nó khó quá này, khổ thân Dạ thế. dạ tại vì trong cái hoàn cảnh khi mà mình coi như vậy nè, mà trong ai mà theo dõi chuyện của Mỹ Tiên ai cũng đau lòng hết, còn đấy mình thấy mình muốn làm hết mọi cách, còn cái người ta không coi, người ta làm trên cái giấy tờ giấy trắng đen gì đó, người ta nghe người ta làm thôi, đúng rồi đúng luật thôi, người ta Đúng mới làm. đúng rồi. Nhưng mình thì mình lấy cái tâm cái tình của mình ra mình nói thì cũng hơi khó với người ta. Dạ hơi khó, người ta chỉ làm theo quy định thôi chứ người ta không có tìm hiểu từng cái câu chuyện trong đó, nhưng mà biết đâu rồi một ngày nào đó người ta nghe được cái câu chuyện như thế này để hiểu tính chất sự việc để người ta hỗ trợ cho. Để chị nghe xem cái bà mà ở cái phòng quốc tịch tịch đấy, bà ấy trả lời về cho nên bà tên, nghe xem cái bà ấy tên là phó phó cục trưởng Trần Thị Lệ Hoa, là của cái sở tư cái ở cái cục cục quốc tịch hộ quốc tịch ấy, thuộc sở tư pháp ấy, trả lời là bà Trần Thị Lệ Hoa gì nữa. Thị Lệ Hoa này mà giúp cho thì cũng cũng còn ngon này, ở cái cục quốc tịch hộ tịch thế này lại đá bóng về về sở, thế giúp mình thì quá đá bóng về sở chán lắm. Chị Nga với anh Vĩ là hiện giờ có một cái chị tên Nga luôn, là ở dưới Cần Thơ Đúng đang rồi. đang giúp giấy tờ cho Mỹ Tiên hả Đúng chị? đúng rồi. Không, Bên bên hội phụ chị nữ. có Nga.
cho có gì tiện cho em xin số điện thoại với À chị được. nói, có gì em hỏi thăm. À được. Ừ, hoặc là như thế nào đó, em cũng dân miền Tây nè, em cũng người quê nè, đi đâu thì nhiều khi em có dịp thì em về dưới em có thể giúp gì. Thế là gửi cho số điện thoại với cả Zalo của chị Ngọc Nga. Rồi. Chị Ngọc Nga vẫn Dạ. đeo bám, chị vẫn đi theo hai Dạ. con đường là chị Ngọc Nga. Chị Dạ. Ngọc Nga là Dạ. cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cần Thơ, các chị cũng nhiệt Tốt tình nhất. lắm. Dạ, để Đấy. mình theo dõi Rồi. coi giấy tờ bước từng bước như thế nào chị ha. Rồi Chị Ngọc em Nga bây thấy bây giờ giờ rồi. ở chủ tịch Cần Thơ. Ok chị. Rồi thưa hai chị là bây Dạ. giờ thế này. Hồi nãy đó thì trước cái buổi trò chuyện thì chị Út cũng hơi e ngại chút, là chị cũng ngại lên cộng đồng. Vì vậy cho nên là Dạ. theo Tuấn Vĩ thì Tuấn Vĩ mong mong muốn á, Tuấn Vĩ cũng xin cái buổi trò chuyện này để cập nhật lên, để cô chú anh chị hiểu được cái tính chất sự việc nó là mọi việc nó diễn ra như vậy đó. Và hơn nữa thì đối với chị Út thì em nghĩ là chị Út cũng có lòng và đã trực tiếp đến đó thăm Mỹ Tiên, và cái việc diễn ra như vậy là người thực việc thực, cho nên là em cũng mong muốn là chị tạo điều kiện cho em cập nhật cái buổi trò chuyện này lên để cô chú anh chị hiểu được cái sự việc như vậy đó. Rồi trong tương lai nếu có ai mà có liên quan, hoặc là cũng mong câu chuyện này đến tai của các ban ngành, và để đôi khi chúng ta có thể là du di cho nhau để cứu em nó để tội nghiệp. Còn về bên chị Nga thì quá tuyệt vời rồi, lâu nay là đã dành hết thời gian và tâm huyết rồi, đã giúp đỡ cũng hết lòng, nhưng mà do ở cái chỗ là nó khó khăn như vậy đó, cho nên là Tuấn Vĩ cũng xin truyền tải đến cộng đồng để cộng đồng hiểu. Ngoài ra nữa đó thì trong thời gian từ cái hôm mà phát câu chuyện của Mỹ Tiên lên là cho đến nay, là cái thời điểm mà cứ nghĩ là đưa Mỹ Tiên được về đó, thì có mạnh thường quân có gửi cho Tuấn Vĩ là 50 triệu đồng, có ba bốn mạnh thường quân gì đó, thì có 10 triệu đồng là Tuấn Vĩ trao cái hôm mà ba của Mỹ Tiên mất á, còn hiện tại bây giờ là còn 40 triệu đồng của Mỹ Tiên. Thì nếu ví dụ như mà trong cái tương lai, và ví dụ như mà có cần chi hôm nay kia chị Nga có cần chi những cái việc gì đó, và có cần liên quan đến cái việc tài chính, thì em sẽ xuất ra 40 triệu đồng đó để mà lo cái việc giấy tờ cho Mỹ Tiên. Ngoài ra nữa thì hồi chiều đây thì chị Út cũng có nói là nếu sau này mà có cần đến cái việc tài chính hôm nay kia thì chị Út cũng giúp trong cái khả năng. Tuấn Vĩ rất là trân trọng về cái việc mà chị Út đã nêu trên. Thì qua đây Tuấn Vĩ cũng cũng xin thưa với cộng đồng là mọi việc là nó diễn ra nó khó khăn như vậy đó, giống như chị Nga và chị Út vừa trình bày như vậy. Cho nên là trong cộng đồng nếu có ai có cái mối quan hệ nào đó mà ở Việt Nam ấy nha, còn bên Thái thì thật ra người ta không có làm khó gì hết trơn á. Bên Thái là do ở bên đây Dạ không đúng có bên đây không chứng minh được thôi, dạ. do bên đây không có chứng minh được thôi, chứ còn bên đó người ta không khó. Vì vậy cho nên là có ai có mối quan hệ bên Việt Nam ấy, thì xin là cô chú anh chị chúng ta trợ giúp. Có cách cách nào mà có thể có mối quan hệ rồi có cách nào đó thì trợ giúp, chứ tình hình này mình cũng phải báo cáo thế để cho đồng cô chú anh chị em mà có ai mà biết được một cái nhe nhóm, một cái tia sáng gì đấy cũng cũng tốt. Ồ dạ, cho em hỏi anh Tuấn Vĩ, cái video này anh đăng lên có em lên luôn ạ? À? Có. Nếu nếu mà chị Út Có cho sao? phép, nếu chị Út cho phép thì theo em nghĩ thì mình làm việc tốt chứ cũng không không có gì cả. Còn nếu ví dụ như mà đó là quan điểm của Tuấn Vĩ, còn nếu ví dụ chị có cái gì đặc biệt mà chị không muốn thì thôi em sẽ xóa cái hình của chị để hình chị Nga thôi, thì tùy chị. Dạ em thì cũng không có gì, tại em ngại thôi chứ con mình cũng không ngại gì tới mạng xã hội, tại vì hồi đó giờ em cũng có lên cái cộng đồng lớn như cái trang của anh nên em thấy ngại mắc À, mắc cỡ. cỡ hồi chiều chị nói là thôi chị xấu lắm, chị không muốn lên, mà em muốn thấy chị xấu đồ đẹp muốn chết rồi. Chị Dạ nghe hơi ngại, hồi xưa giờ không em không có lên mấy cái chỗ đông, không sợ ngại, bây giờ là mình là cái lòng nhiệt tình của mình chứ mình cũng chân tình thôi, mà phải em lên mạng để lan tỏa để mọi người có thể là điều của mình cũng đã cũng là vừa là cầu nguyện để có một tia sáng cho Mỹ Tiên, chứ còn cũng mong lắm, mình cũng mong nước mắt Em đấy. thấy thôi thì lỡ rồi lên cũng được, nhưng mà em nói câu cũng nãy giờ mình cũng nói hơi dài, nói tóm gọn lại em cầu mong cho trên mạng với chơi cầu mong trời Phật làm sao giúp cho Mỹ Tiên, tại vì mình ở ngoài á, mình không có biết cảm giác được trong đó, đi thấy cô cái cô đó cái mặt cũng tha thiết tội nghiệp dữ lắm,
mình khi coi video của anh Tuấn Vĩ á, là thương cổ một phần, gặp cổ trực tiếp đi còn thương dữ lắm luôn, chịu không nổi đâu, cổ khóc dữ lắm. Dạ mà cổ gặp mình cổ tha thiết lắm. Thời gian lâu quá thì có dịp để chị em mình lại đi Thái Lan một lần nhé, em dắt chị đi nhé. Có dịp mình đi chị ha, có dịp mình đi chị. Chị dạ có gì chị với anh Tuấn Vĩ đi, em thì qua qua lại lại, em bên Việt Nam ông xã em làm việc đây, em qua qua lại lại vậy đó chị, nếu mà em ở đây thì có gặp chị. Dạ còn không thì anh với chị đi du lịch luôn rồi gặp Mỹ Tiên. Dạ Không muốn em đi sang đấy em gặp được rồi thì hôm nào đi cùng em để em dạ em thì qua qua lại lại, còn thôi em có cái cô bạn của em người Thái là em kể hồi nãy giờ đó, cái cô đó cô dẫn em đi lại chỗ Mỹ Tiên 2 lần rồi, lần đầu á người ta không cho vô, người ta nói là quá giờ, rồi hôm nay á, là lần thứ 2 cổ dẫn em tất cả đường đi nước bước về, cổ rành lắm, cổ là tài xế của mấy cái trường quốc tế mà mấy người Việt Nam qua đây dạy làm cô giáo đó, đưa rước hay là cái gì á, là cổ an tâm lắm, chỗ Mỹ Tiên cổ cũng rành nữa. Trường hợp giống như là người Việt Nam mình mà muốn thăm Mỹ Tiên em không có đây á, có thể cô đó cổ rất là rành, cổ biết cái gì á Ok. mình. Dạ À. cổ nói tiếng Thế Anh nào? tiếng Pháp giỏi lắm. Từng dạ bước biết đường đường dạ nói rồi, là sao có thế, đi hôm nào mà nhớ Mỹ Tiên là chị đi. dạ dạ chị dạ dạ vậy có còn nói gì nữa không anh Tú Vĩ, em à thấy dạ được rồi, chắc là đủ rồi, mình trao đổi cái nội dung chính như vậy được dạ rồi. Rất là cảm ơn chị Út nhiều nha, hôm nay đã dành thời gian để đến với Mỹ Tiên và dành thời gian cho buổi trò chuyện hôm nay, và những gì chị đã trợ giúp nhau như vậy, Tuấn Vĩ rất là hoan nghênh và rất là cảm ơn chị nha. Và cảm ơn chị Nga nữa, chị Nga là phải nói là không biết dùng bằng lời nào mà tả, chị Nga cái công lớn lắm. Thương chị lắm. Yeah. Ta vẫn buồn đó, Chưa thì em làm mới được. buồn. Ơi vậy bây giờ chúng ta chào tạm biệt Xin nhau đi. chào, dạ xin chào, dạ. Bye bye chị Nga luôn nha. Bye bye chị Út. Bye bye quý Dạ. vị.